Annan là nhân vật thuộc tính băng, đặc tính tiên phong phe nội trợ Victoria. Cô được định hướng làm nhân vật chủ lực gây sát thương tại level 60, chỉ số tấn công cơ bản cao nhất trong trò chơi tại thời điểm mình làm video này. Khi đột phá nhân vật, được tăng tỷ lệ bạo kích khiến việc build cô trở nên dễ dàng hơn. Không dài dòng nữa, bây giờ cùng mình kiểm tra cô ấy trong game. Trong giao diện phía trên góc trái, bạn có thấy có 6 điểm sạc. Đó chính là điểm cấp đông, và điểm cấp đông chính là thứ mà anh em sẽ cần lưu tâm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lượng sát thương đầu ra và lối chơi của Annan. Tấn công thường thực hiện chuỗi 3 đòn tấn công về phía trước, gây sát thương vật lý. Trong đòn tấn công thứ 3, nếu nhấn liên tiếp hoặc giữ nút tấn công thường, có thể kéo dài thời gian duy trì hiệu lực. Điểm cấp đông được dùng để cường hóa các chuỗi tấn công thường của Annan thành sát thương băng có hệ số nhân lớn hơn. Với mỗi một điểm cấp đông cho phép cường hóa một đòn tấn công thường. Chuỗi tấn công hoàn chỉnh của Annan gồm 3 đòn đánh, với hệ số nhân càng ngày càng cao. Đòn tấn công thứ 3 chiếm khoảng 65% giá trị cấp số nhân của toàn bộ chuỗi combo tấn công thường. Vì vậy, việc cần làm là hãy tìm cách hoàn thành chuỗi combo hoặc thực hiện đòn tấn công thứ 3 thông qua các cách khác nhau là điều cần thiết để gia tăng lượng sát thương đầu ra của Annan. Combo dành cho người mới bắt đầu là thực hiện 3 đòn tấn công liên tục. Với 3 điểm cấp đông sẽ cho sát thương đầu ra to hơn, chuyển thành sát thương băng, còn góp phần gây ra dị thường. Vậy làm sao để nhận được điểm cấp đông? Cách 1, sử dụng siêu chiến kỹ. Siêu chiến kỹ có 2 biến thể. Biến thể 1. Khi đủ năng lượng, nhấn nút chiến kỹ để phát động, quét sạch, hất đuôi mạnh về phía trước để tấn công, gây lượng lớn sát thương băng khi chúng kẻ địch nhân một điểm sạc cấp đông. Sau khi phát động chiêu thức, có thể trực tiếp thực hiện tấn công thường đòn thứ 3. Chiêu thức khi phát động sẽ có hiệu quả vô địch. Vì vậy, ta có chuỗi tấn công mới, siêu chiến kỹ, đòn tấn công thường 3. Tuy nhiên, nếu không đủ năng lượng khi nhấn nút chiến kỹ, thì chỉ phát động đòn đánh chiến kỹ, gây sát thương băng với lượng sát thương nhỏ và không có tác động tới chuỗi vận hành của Allen, không nhận được điểm sạc cấp đông. Biến thể 2, lớp cá mập. Sau khi phát động siêu chiến kỹ quét sạch, nếu đủ năng lượng, nhấn nút chiến kỹ để phát động, liên tục chém mạnh về phía trước, gây sát thương băng. Đây sẽ là chuỗi tấn công nâng cấp với mức sát thương dồn lớn hơn. Siêu chiến kỹ 1, siêu chiến kỹ 2, tấn công thường 3. Một lưu ý nhỏ dành cho anh em, chuỗi combo 2 sẽ không quá tệ nếu anh em không có đủ năng lượng, hoặc có thể tiêu diệt kẻ địch bằng chuỗi nhanh này thay vì tiêu tốn thêm năng lượng. Một cách khác để nhận điểm sạc cấp đông nhanh chính là thông qua lướt, tuần hành săn bắt vào trạng thái tuần tra. Nhấn giữ hoặc nhấn đúp bút né để phát động vào trạng thái tuần tra, lướt nhanh di chuyển. Trong trạng thái tuần tra, sử dụng cần điều khiển để kiểm soát phương hướng. Thả cần điều khiển để dừng lại, khoảnh khắc phát động chiêu thức sẽ vô địch trong thời gian ngắn. Trong trạng thái tuần tra sẽ mang lại cho Allen những đòn tấn công hoàn toàn mới. Kéo cắt, nếu nhấn nút tấn công thường sẽ nhận được một điểm sạc cấp đông. Tụ lực kéo cắt, nhấn giữ nút tấn công thường sẽ nhận được 3 điểm sạc cấp đông. Với hoạt ảnh dài hơn, tăng cấp kháng gián đoạn cùng giảm sát thương phải chịu 40%. Tuy nhiên có mẹo nhỏ để tối ưu thời gian tụ lực kéo cắt bằng cách né hoàn hảo hoặc thực hiện hỗ trợ nhanh. Né hoàn hảo là né tránh khi kẻ địch sắp sửa tấn công anh em. Hỗ trợ nhanh có thể được thực hiện khi có một đồng minh bị đánh bay và hoán đổi, hoặc anh em cũng có thể nhận được hỗ trợ nhanh thông qua siêu chiến kỹ từ vị trí nhân vật chi viện. Việc cần làm là kết hợp nút di chuyển cùng nhấn nút kỹ năng chi viện để vào trạng thái tuần tra. Chúng ta có chuỗi combo 3, né tránh hoàn hảo, hỗ trợ nhanh, tấn công thường, giữ tấn công thường. Liên kích và kỹ năng chi viện, mình đánh giá là những kỹ năng hạng nặng với khả năng dồn sát thương lớn, không có điều kiện đặc biệt ràng buộc nào. Từ đây sẽ có chuỗi combo hoàn chỉnh với Allen. Bước 1, chuẩn bị, làm choáng kẻ địch, kỹ năng chi viện. Kết thúc kỹ năng chi viện bằng nhân vật chi viện, sau đó kích hoạt hỗ trợ nhanh bằng Allen. Tùy vào kẻ địch mà sẽ có từ 2 đến 3 lần kích hoạt kỹ năng chi viện, vì vậy hãy tính toán để kết thúc kỹ năng chi viện bằng nhân vật chi viện. Bước 2, vào chuỗi combo của Allen. Chuỗi combo này có khả năng dồn sát thương lớn, thường áp dụng với các kẻ địch mạnh. Ưu tiên hàng đầu, bật liên kích nếu có. Với Allen mắc 120 năng lượng, vào chuỗi chiến kỹ 1, chiến kỹ 2, tấn công thường 3. Chiến kỹ 1, tấn công thường 3, tấn công thường tiếp nếu cần. Cuối cùng là đổi nhân vật. Với Allen có 80 năng lượng. Chiến kỹ 1, tấn công thường 3. Chiến kỹ 1, tấn công thường 3. Với Allen không đủ năng lượng, hãy sử dụng hỗ trợ nhanh để thực hiện đòn tụ lực kéo cắt trong trạng thái tuần tra để nhận 3 điểm sạc cấp đông trong thời gian ngắn. Sau đó sử dụng chuỗi tấn công 3 đòn đánh thường cơ bản. Với kẻ địch yếu, việc sử dụng các chuỗi combo 2 hoặc sử dụng né hoàn hảo, hỗ trợ nhanh, kích hoạt tụ lực kéo cắt nhanh và hoàn thành chuỗi 3 đòn tấn công thường là đủ. Cuối cùng là kỹ năng cốt lõi, gia tăng sát thương bạo kích lên tới 100% cho các đòn tấn công sử dụng điểm cấp đông hoặc đòn đánh tụ lực kéo cắt.
Điều này rất phù hợp với phong cách chơi của Allen. Các đòn tấn công thường sử dụng điểm cấp đông thay vì các đòn tấn thông thường cơ bản. Năng lực thêm, khi Allen gây sát thương băng thì sát thương băng sau đó sẽ tăng 3%, duy trì 10 giây, tối đa cộng dồn 10 tầng. Khi kích hoạt trùng nạp sẽ làm mới thời gian duy trì. Về cơ bản, trong quá trình thực hiện chuỗi combo hoàn chỉnh, Allen sẽ tăng tối đa mức sát thương một cách nhanh chóng và gần như vĩnh viễn. Anh em sẽ cần một nhân vật cùng phe hoặc thuộc tính giống Allen để kích hoạt năng lực thêm này. Nói đến đây, anh em cũng hình dung ra việc Allen nên nâng cấp kỹ năng nào. Đầu tiên sẽ là kỹ năng cốt lõi, tiếp đến là chiến kỹ, liên kích, tấn công thường, né. Cuối cùng là kỹ năng chi viện. Giờ đến phần ý cảnh. Ý cảnh 1 mang lại cho Allen tỷ lệ bạo kích và khả năng tạo điểm cấp đông nhiều hơn trong một chuỗi combo hoàn chỉnh của Allen. Ý cảnh 1 không mang lại quá nhiều tác dụng về việc gia tăng lượng sát thương đầu ra, nhưng sẽ giúp cho việc vận hành trở nên dễ dàng hơn. Giờ đây, anh em có thể nhận được 3 điểm cấp đông ngay một lần kéo cắt nhanh, sẽ giảm áp lực cho việc phải sử dụng hỗ trợ nhanh hoặc né tránh, giúp tối thiểu hóa các đòn tấn công nhận điểm cấp đông, làm cho quá trình tiêu diệt các kẻ địch yếu tốt hơn. Ý cảnh 2, sau khi phát động tấn công thường, nhắt cắt cấp đông đòn thứ 3, có thể trực tiếp phát động ngay siêu chiến kỹ lốp cá mập. Cứ có một điểm sạc cấp đông, đam bạo kích do chiêu thức hiện tại gây ra tăng 20%, tối đa 60%. Điều này giúp cho Allen nâng tầm chuỗi combo mạnh hơn. Tại thời điểm sử dụng đòn tấn công thường 3, sử dụng siêu chiến kỹ ngay sau đó sẽ biến thành siêu chiến kỹ 2 lốp cá mập, chiêu thức từng là siêu chiến kỹ 1 quét sạch. Ý cảnh 4, theo đánh giá của mình, không mang lại lợi ích cho các chuỗi combo và dường như không cần thiết, vì với ý cảnh 1 của cô ấy đã là quá đủ, nó chỉ tốt cho việc hồi năng lượng. Ý cảnh 6 mang lại 20% tỷ lệ xuyên giáp, cho phép Allen bỏ qua phòng thủ của kẻ địch, gia tăng lượng sát thương khi thực hiện đòn tụ lực kéo cắt. Điều này rất có lợi với chiếc combo tiêu chuẩn. Về phần trang bị của Allen, đĩa nhạc, ưu tiên bậc nhất là bộ 4, anh em tham khảo theo bảng sau. Với chiếc tấn công hoàn chỉnh có tuyệt kỹ, Electro Cá Lóc trở nên vượt trội về mặt sát thương, tiếp đến là Electro Gỗ Kiến, cuối cùng là Metal Cực Địa. Với chuỗi tấn công tiêu chuẩn không sử dụng tuyệt kỹ, Metal Cực Địa trở nên vượt trội, sau đó là Electro Gõ Kiến. Tùy thuộc vào lối chơi và cách vận hành, mình đánh giá bộ tốt nhất nên dùng tại thời điểm hiện tại chính là bộ Electro Gõ Kiến, tiếp đến là Metal Cực Địa, cuối cùng là Electro Cá Lóc. Với bộ 2, anh em cân đối lựa chọn giữa Electro Gõ Kiến, Electro Cá Lóc, Punk Harmony hoặc Metal Cực Địa, sao cho bổ sung chỉ số đẹp nhất là được. Dòng đĩa nhạc, đĩa 4 tỷ lệ bạo kích hoặc sát thương bạo kích, đĩa 5 ưu tiên tăng sát thương băng, tấn công phần trăm, đĩa 6 tấn công phần trăm. Dòng phụ ưu tiên tỷ lệ bạo kích, sát thương bạo kích, xuyên giáp, tấn công phần trăm. W Engine, anh em tham khảo tại bảng sau. Lựa chọn tốt nhất chính là chấn của cô, vị khách biển sâu. Tiếp đến là đá lưu huỳnh, lựa chọn bậc S khá ổn. Với bậc A, tốt nhất ưu tiên sử dụng Engine ánh sao. Chỉ số tác nghiệp đề xuất tại cấp 60. Với mức độ tiểu học, tấn công cơ bản từ 2k7 trở lên, tỷ lệ bạo kích từ 75% trở lên, sát thương bạo kích từ 120%. Tất cả các chỉ số trên mình đều tính ở ngoài game. Đội hình cơ bản của Allen sẽ có dạng: một tiên phong, một khống chế, một chi viện. Lycaon ở vị trí khống chế, Sokoku ở vị trí chi viện là hai nhân vật tương tác cực kỳ tốt với Allen. Lycaon là đơn vị có khả năng gây choáng, đóng băng kẻ địch thường xuyên, kèm giảm kháng băng 25%. Sokaku mang đến một lượng tấn công khổng lồ từ 500 đến 1000 tấn công, gây thêm 20% sát thương băng, thậm chí là giảm kháng băng nếu có ý cảnh 4. Với đội hình tân thủ, mình đề xuất tổ đội Allen, Andy, Sokaku. Ở thời điểm đầu game, đội hình này sẽ là đội hình cơ bản giúp anh em dễ dàng triển khai nhất. Các biến thể khác, tốt nhất ở thời điểm hiện tại chính là đội hình Allen, Lycaon, Sokaku. Tiếp đến là các biến thể thay thế. Vị trí Lycaon là Andy hoặc Koleda. Sokaku phù hợp nhất có thể là Reyna. Tuy nhiên mình không khuyến khích. Thời lượng video đến đây cũng đủ dài, hy vọng sẽ hữu ích với các anh em. Nếu hay đừng tiếc một like, một subscribe để ủng hộ mình nhé.